Trong phần này thầy giới thiệu với các em các cái loại layout và một số quy quyết thường dùng. Thì là bài trước chúng ta đã tìm hiểu về bốn cái thành phần cơ bản của Android, như này là activity, service, provider và receiver nhé. Thì nội dung của cái bài này là chúng ta là tìm hiểu về khái niệm về view, thế nào gọi là view, khái niệm về view group, rồi làm việc với các layout, một số layout thông dụng đúng không? Tương tác với các điều khiển như nào, một số điều khiển đơn giản. Thì view nó là một cái đối tượng mà cho phép hiển thị ra ngoài giao diện đấy, thì gọi là view. Nếu như các em học ở trong Java thì chúng ta có trong Java Swing thì các cái đối tượng view ví dụ như là tag view rồi label rồi, đấy là các đối tượng view. Nếu như các em mà nói về trong web HTML thì các cái đối tượng là thế này cũng được gọi là view này, ví dụ như là input type bằng tag, input type bằng button đúng không, type bằng submit, đấy các đối tượng đấy cũng gọi là đối tượng view. Thì trong cái lập trình Android nó cũng có những đối tượng view như thế nhá. Tag view, chúng ta có đối tượng view là tag view. Tag view đó là cái đối tượng mà để hiển thị ra một cái dòng chữ thôi, button nút bấm đúng không. Spinner nó là một cái dòng combox, nó là một dòng combox, trong cái button nó cũng thế đúng không, tương tự như thế. Ngoài ra thì lập trình viên có thể là tự tạo ra một cái view riêng, tuy nhiên thì ít người làm như thế đúng không, bởi vì đa số là cái view có sẵn của Android chúng ta đủ để dùng rồi. Khái niệm về view group, thì view group nó là cái view, nó cũng là một view nhưng mà có khả năng chứa view khác. Thì cả cái layout nó người ta gọi là view group, hoặc là layout người ta gọi là view group, mà cái view nào mà chứa có nào có khả năng chứa những view khác thì người ta gọi là view group nhé. View view group này, đây đây là một cái view. Cái view có nghĩa là một cái đối tượng mà không có khả năng chứa đối tượng khác, người ta gọi là view. Còn view group thì gọi là một cái, thường thường view group nó là một cái layout chứa, có thể chứa đối tượng khác, bởi vì trong một layout thì chúng ta chứa nhiều đối tượng. Và đây là công cụ, một số công cụ khác thôi. Làm việc với layout, thì layout nó là một cái view group nhá. Thì cách để mà tạo ra một cái layout chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là soạn mã nguồn ở cái dạng là file email đó, và nạp cái file layout này từ cái file Java, cách thứ nhất. Cách thứ hai là có thể code ở trong file Java luôn, tuy nhiên cách thứ hai ít lập trình viên dùng đó, bởi vì nó khá là phức tạp. Thường thường chúng ta sẽ làm cách thứ nhất, như lúc này chúng ta tạo ra một cái file HTML, sau đấy chúng ta phải đi tạo giao diện trong file đấy. Thì cái đoạn ở đây thì nó là hướng dẫn về cách mà chúng ta thực hiện cái phương pháp là tạo ra file layout, rồi sau đó thì là code ra file layout, xong rồi thì là nạp file layout vào cái Java cái mạng nguồn như nào thôi. Đây là một cái ví dụ về một cái rằng là chúng ta code bằng cái file email đó. Ở đây chúng ta dùng một cái layout đấy, chính là linear layout. Linear layout. Và ở trong linear layout này chứa hai cái view, đấy là button và tag view. Button hiển thị ra một bấm, và cái tag view nó hiển thị ra một cái gì? Một cái dòng chữ thôi. Thì còn đây là cái cách mà chúng ta cũng tạo ra một cái layout như thế, nhưng mà bằng code Java, thì cách này chúng ta không dùng nhé. Chúng ta có thể truyền tham số đúng không? Một số layout thông dụng này, thì layout đầu tiên chiếm đến 80% của một app ứng dụng, đấy chính là cái line layout. Thì những cái mà giao diện đơn giản thì chúng ta hoàn toàn có thể là dùng line layout này tạo ra, đều tạo được cả nhé. Thì cái line layout này nó có đặc điểm gì? Thứ nhất là chúng ta phải khai báo nó thẻ bằng thẻ tên là line layout, được chưa? Sau đấy nó cách nó hiển thị như sau. Cách nó hiển thị, nó hiển thị đối tượng, sắp xếp các đối tượng theo hai hướng, hướng là hướng ngang và hướng thẳng. Thì hướng ngang mặc định của nó là hướng ngang, mặc định của nó là hướng ngang. Còn nếu như muốn hướng thẳng thì chúng ta phải bổ sung thêm một thuộc tính ở trong cái thẻ, là thẻ line layout này, thuộc tính là orient, orientation bằng vertical, thì nó sẽ là sắp xếp các đối tượng này thành
thẳng đứng. Ví dụ như ở đây là cái line layout này là đang hướng là hướng ngang, bởi vì chúng ta đưa vào đây một button này. Đây button, đưa vào button, đưa vào button text box edit text thì nó sắp xếp chúng ta nằm ngang như này. Ở đây là trường hợp là thẳng đứng đúng không? Vertical thì rõ ràng lúc này chúng ta nhìn thấy là không có thuộc tính orient đúng không? Ở trước này thì nó vẫn hiển thị ngang, bởi vì sao? Bởi vì nó là mặc định, mặc định nó là hướng ngang. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta có những cái layout khác, ví dụ như là retype layout nhá. Thì cũng là một trong những cái loại layout nó khá phổ biến. Thì retype layout này thì bây giờ ít dùng rồi, bây giờ người ta nâng cấp từ retype layout lên một cái layout cao hơn. Đấy là cái concept layout, khi các em tạo ra một cái project mà empty dạng FTA activity đấy nhá. Thì các em nhìn thấy là cái layout mà nó dùng mặc định chính là concept layout. Concept layout nó được nâng cấp từ retype layout. Vì vậy là hai cái tư tưởng của hai thằng như sau. Tư tưởng của hai thằng là dựa vào thành phần trước để tạo ra thành phần sau. Có nghĩa là thành phần sau thì bám vào, có nghĩa là phụ thuộc vào vị trí của thành phần trước. Thành phần đầu tiên thì lại phụ thuộc vào cái cạnh màn hình. Ví dụ như này. Ví dụ như là image đúng không? Name ở đây. Đầu tiên giả sử chúng ta đưa vào trong cái retype layout này cái đối tượng image đầu tiên đi. Thì image này chúng ta sẽ dựa vào ba cái cạnh màn hình. Trên này, phía trái này. Bám vào phía trên, bám vào phía trái. Và thậm chí là bám vào phía phải nếu cần thiết. Hoặc là bám vào phía dưới, đúng không? Đó. Sau đấy khi thằng name đưa vào sau mà muốn đó cho nó nằm bên phải, chúng ta lại bám bên phải này, rồi bám bên trái của cái thằng là gì ạ? Của cái thằng image này, rồi bám phía trên. Thằng title đưa vào thì lại bám vào phía dưới của thằng name, rồi bám trái, bám phải. Đó. Cái thằng sau đi vào thì nó ví dụ chúng ta đưa vào một thằng vào ở đây nữa, thì nó thằng này muốn nằm ở vị trí này, nó phải bám trái này, bám phải này, rồi bám trên. Đó. Cái cách nó làm như thế. Đây nó ở đây ta nhìn thấy là cái image view này ở đây là gì ạ? Image view này mặc định là nó sẽ nằm ở góc, đi vào đưa vào mà không làm gì cả thì nó không khai báo tính cho nó, thì nó nằm ở ngay góc này. Nhưng cái thằng text view phía dưới đúng không? Đây nó bảo là cái gì đây? Layout to right up đúng không? To right up có nghĩa là bám vào cái bên phải của thằng image đó. Còn cái text view phía dưới thì nó là gì? To right up image đấy, cũng là bám vào thằng bên phải. Thì cái nếu như chúng ta mà thường thường ra code cái dạng là retype layout hoặc là concept layout thì kéo thả là chuẩn nhất. Thì kéo thả nó tự động nó sinh ra chúng ta luôn. Và cái giao diện design kéo thả thì trong thì bản chất là cái thằng layout nào nó cũng hỗ trợ cả. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta kéo thả thì chúng ta nên dùng cái thằng concept layout. Ngoài ra thì còn có là frame layout này, cả cái view con được đặt liên tiếp chồng lên nhau, view sau đặt lên view trước, layout không tự động đổi kích thước của view con, có thể chuyển cả view con lên trên bằng cái lệnh này. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào từng cái ứng dụng thì cái frame layout này là khá là ít dùng đúng không ạ? Bởi vì nó không có cái đặc điểm hình thù nào chưa phù hợp với những cái bài toán của chúng ta. Thì khi nào chúng ta cần chồng lên nhau như thế thì chúng ta mới dùng cái này. Scroll view và horizon scroll view nó cũng là một dạng view group, bởi vì sao? Bởi vì nó có thể chứa những cái view khác. Thì scroll view này khi mà màn hình chúng ta mà nó bị tràn có nghĩa là cái giao diện chúng ta thiết kế mà nó vượt quá cái kích cỡ màn hình cho phép thì chúng ta đặt trong một scroll view thì nó sẽ có tạo ra chúng ta một cái thanh chuột ba bên này này, kéo lên kéo xuống ấy, hoặc là cuộn chuột này thì nó sẽ lên xuống. Thì thi thoảng chúng ta cũng sẽ dùng đến scroll view hoặc là horizon scroll view. Table layout này thì cũng dùng khá là nhiều. Thì nó sẽ tạo ra ta giao diện là dạng hàng bảng. Thì đây là một cái ví dụ tạo cái layout login bằng table layout. Thì đây là hàng, nó định nghĩa một cái hàng cũng có hai cột. Bây giờ chúng ta định nghĩa một cái hàng có hai cột, đúng không? Bây giờ chúng ta định nghĩa một cái hàng nữa, nhưng mà
cũng có hai cột, cột bên trái rỗng, cột cột bên phải là chứa hai thành phần, chứa một cái checkbox đúng không? Phía dưới thì là cũng một hàng nhưng mà cột bên phải là rỗng và cột bên trái chứa bấm. Rồi, quan trọng nhất của chúng ta thì vừa rồi là thầy giới thiệu qua mấy cái layout thôi, thì chúng ta có thể là chưa hình dung ra được như nào, nhưng mà chúng ta sẽ qua thông qua các ví dụ chúng ta sẽ hiểu luôn. Còn quan trọng nhất là vẫn là làm sao để mà tương tác được với các cái view, có nghĩa là các cái view chúng ta sinh ra ở đây, sinh ra ở giao diện thì chúng ta chưa tương tác được, đúng không? Thì vậy bây giờ chúng ta để mà xử lý được trong mảng nguồn, chúng ta phải làm như nào để mà tương tác được. Thì bước đấy là người ta gọi là tương tác. Thì để tương tác được với các view, các cái giao diện ở ngoài view, thì chúng ta phải thực hiện qua một cái bước là bước ánh xạ. Bước đấy nó giống như ở khởi tạo. Khi chúng ta thực hiện một app nào đấy, bao giờ cũng phải có bước đấy. Bước đấy là bước đầu tiên chúng ta phải thực hiện. Thì để mà ánh xạ được thì thường thường người ta sẽ căn cứ vào cái name của từng thằng thành phần này nhá. Name của thằng thành phần này thì name của cái ID của nó, trong Java, lập Java chúng ta gọi là name, còn trong Android người ta gọi là ID. Thì cái ID của nó thì các em không nên để nó tự động mà chúng ta nên để nó một cái tiền tố. Thì cái tiền tố như nào thì thầy nói sao. Thay bộ layout nhá, tương tác với các view. Để tương tác với các view này cần phải làm hai việc. Việc nhất là tìm đúng điều khiển cần xử lý. Để tìm đúng được điều khiển này, chúng ta phải biết được cái view đấy ID của nó là gì. Việc thứ hai là gọi các cái hàm phù hợp cho điều khiển đó, chẳng hạn như là thiết lập màu chữ, đúng không? Thì có nghĩa là sau khi đã có tìm được đúng đến cái view đấy rồi, chúng ta phải gọi được các cái hàm. Để gọi được các hàm, chúng ta phải hiểu được cái view đấy có những hàm gì. Và để mà tìm được đến cái tìm đúng cái điều khiển cần xử lý ấy, thì chúng ta phải gọi thông qua một cái hàm gọi là hàm file view by ID. Rồi, tương tác với các điều khiển, đúng không? Ví dụ một số điều khiển đơn giản, tag view. Thầy nói nhanh là tag view nó hiển thị ra một cái diện, một cái chữ, một dòng text. Trong Java thì người ta dùng đối tượng là label. Trong cái HTML thì nó chính là một cái text thôi, H1, H2 gì đấy, kiểu thế. Đó là một cái text. Edit text, đối tượng thứ hai là điều khiển thứ hai đấy là edit text. Edit text là một cái đối tượng mà tạo ra cho chúng ta một cái ô mà cho phép nhập dữ liệu vào đấy, cho người dùng nhập dữ liệu vào đấy. Nó tương đương với text field trong Java String và tương đương với input type bằng text ở trong cái thằng HTML trong PP nhá. Rồi, button image, button và image button. Thì button nó là một cái đối tượng cho phép chúng ta tạo ra một cái nút bấm. Trong Java String nó cũng là gbutton. Còn trong HTML thì nó sẽ là input type bằng submit hoặc là type bằng button. Nó tạo ra ta nút bấm. Trên nút bấm đấy chúng ta có thể ghi text ở trên đấy. Cái loại thứ hai là image button. Thì image button nó cho phép, nó tương tự với button nhưng mà nó cho phép chúng ta chèn một cái gì, cái ảnh lên đấy, ảnh lên cái button đấy. Còn lại là hai thằng gần như giống nhau. Toggle button nó cũng là một dòng bấm và nó bấm có hai giá trị thôi, on off, nó giống như cái công tắc của chúng ta, bật lên bật xuống. Nó là dạng toggle button. Checkbox, các bạn cũng biết checkbox rồi. Checkbox là một cái ô hình vuông nhỏ nhỏ, tích vào đấy thì nó có chữ V tích vào đấy, nó tạo ra chúng ta cái ô checkbox này. Và nó cũng chỉ có hai giá trị thôi. Radio group và radio button. Thì radio button nó là một bấm đây này, dạng radio button này. Tùy chọn nam nữ đúng không? Chọn một trong hai. Thì thường thường nó sẽ đi kết hợp với thằng radio group. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường thường dùng radio button để mà lựa chọn một trong thôi. Thì nếu như chúng ta mà muốn lựa chọn một trong thì chúng ta phải đặt tất cả cái radio button này vào một cái group thì nó sẽ có tính chất loại trừ lẫn nhau. Còn nếu như không đặt vào cái radio group thì nó lại giống như dạng checkbox, chọn được nhiều. Rồi,
Ở đấy là một số điều khiển, đúng không ạ? Phần tiếp theo thì thầy sẽ demo dùng cái line, thứ nhất là line layout, hai cái layout thôi. Line layout để tạo ra một cái giao diện như thế này. Giao diện đây, giao diện login, đúng không? Sau đấy dùng table layout để tạo ra, cũng tạo ra này để minh họa cho các em về cái kia. Sau đấy thì cũng dùng một cái layout khác nữa là layout concept layout, chúng ta cũng có thể làm tạo ra được như này, một tay luôn. Sau đấy thì có thể là kéo thả cho nó nhanh, đúng không? Kéo thả cho nó nhanh. Sau đấy thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta các cái bước để chúng ta bắt đầu lập trình như nào.